Chào các bạn, ở đây thì mình đang có một cái đồng hồ GS2 Sport của Samsung. Thì ở đây mình sẽ có một số những cái dây đeo mà các bạn có thể thay thế được. Tại vì cái GS2 Sport này nó không thể thay những cái loại dây ở phía bên ngoài như là cái GS2 Classic được. Cho nên chúng ta bắt buộc phải mua những cái sản phẩm của Samsung họ làm. Thì ở đây mình có 3 mẫu, đó là 3 cái mẫu dây khác nhau mà các bạn có thể lựa chọn với nhiều cái màu sắc cũng như là cái hoa văn khác nhau. Thì ở đây mình sẽ khui hộp một cái và chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta có thể tháo cũng như là lắp vào trong cái GS2 Sport. Đồng nghĩa với đó chúng ta còn có thêm cái dây dành cho GS2 Classic. Thì ở đây chúng ta có hai màu da là màu da bò, đó là nó hơi nâu nâu tí, và một cái màu da nó hơi sáng. Thì mình cũng sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể lắp. Tại vì cái GS2 Classic này thì nó đơn giản hơn, nó giống như những cái chuẩn dây bình thường mà chúng ta vẫn dùng trên đồng hồ. Đây. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ tháo cái này ra trước. Tháo nó thì chúng ta sẽ để phía bên trong này. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có hai cái khớp. Thì chúng ta sẽ nhấn kéo hai khớp ra, rồi chúng ta kéo nhẹ nó ra như thế này. Đấy, kéo theo cái phương thẳng xuống, chứ không phải là kéo ra phía bên ngoài. Đó. Bên này cũng vậy, là kéo xuống như vậy, y chang thôi. Đó. Để bây giờ mà chúng ta đã tháo ra được rồi, để mình sẽ để hai cái dây này qua một bên, và mình sẽ tháo cái này ra và cho các bạn xem. Đó. Mức giá của hai sản phẩm này là khoảng 850.000 và 990.000 dành cho hai cái phiên bản cho GS2 Sport và GS2 Classic. Nó khác nhau ở cái điểm đó thôi. Còn lại thì dây nó cũng không có khác nhiều lắm. Đây, mình sẽ tháo này ra để cho các bạn xem kỹ hơn. Đó, rồi. Bây giờ thì mình sẽ tháo và gắn một cái đầu. Một cái đầu ở đây thì cái size dây mà mình sử dụng cho cái GS2 Sport đó là cái size M. Và ở đây họ có tên. Cũng như đây là một cái design của cái nhà thiết kế Alessandro Mendini. Đây là một nhà thiết kế rất là nổi tiếng. Này, thì bây giờ chúng ta cũng tương tự với cái thao tác đó, chúng ta sẽ kéo cái phần khớp ra và chúng ta lắp ra. Rồi buông ra, là tự động nó sẽ gắn lại. Bên này cũng tương tự như vậy, các bạn cũng gắn y chang như vậy là được. Đó, chúng ta kéo cái này ra, lắp vào, nó sẽ tự động nó chạy vào. Đó, rồi, đơn giản như vậy, rồi chúng ta có thể tháo ra và đeo ngay. Thì với cái thiết kế này cũng như là những cái hoa văn này, các bạn có thể sử dụng trên cái GS2 Sport của mình. Hoặc là các bạn đang sử dụng cái GS2 Classic thì chỉ đơn giản như vậy. Mở cái dây nó ra như thế này thôi. Đây mình sẽ tháo này ra cho các bạn xem. Đó, cái dây bên trong thì là dây da, và họ làm cũng với cái size M và size 20 này bên trong đây. Thì các bạn sẽ có một cái khớp ở chỗ này, chúng ta chỉ việc nắm khớp này và kéo thì tự động cái phần đầu này nó sẽ thu lại và chúng ta có thể đưa và gắn vào trong cái GS2 Classic rất là đơn giản. Thì đầu bên này cũng tương tự như vậy, chúng ta không có gì khác cả. Chỉ cần kéo như thế này thôi là nó có thể gắn vào trong cái khớp của cái đồng hồ được, và chúng ta sử dụng cái dây da với cái màu khác. Hoặc là các bạn thích thì các bạn có thể mua thêm những cái dây da phía bên ngoài, hoặc là những cái dây kim loại cũng được, gắn vào kia hay Classic cũng rất là đẹp. Thì hiện nay cái sản phẩm này đã có tại các cửa hàng của Mai Nguyên, các bạn có thể đến và chọn cho mình một sợi dây rất là nhiều màu sắc và đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn. Xin chào và hẹn các bạn lần sau.